Buổi hôm nay thì Xuyên xe sẽ chữa lại phần ngữ pháp, phần bài tập của phần bài 3 mà các bạn đã học tuần trước này, và mình sẽ học sang cấu trúc ngữ pháp phần bài 4. Trong lúc mà kiểm tra về phần chữa lại bài tập ngữ pháp thì Xuyên xe cũng sẽ kiểm tra lại các phần từ vựng trong phần ngữ pháp cho các bạn nhé. Hay. Ok. Mình sẽ bắt đầu vào bài học luôn các bạn nhé. Nay xin xe không mặc áo trắng à? Không, nay hết áo trắng rồi. Ok, các bạn nhớ này, buổi học tiếp theo của mình sẽ là thứ hai, ngày 2 tháng 8, gần hơn là cái việc từ chờ từ thứ hai đến thứ bảy đúng không ạ, vào lúc 8 giờ. Và như mọi khi lịch học đây, các bạn đã làm đầy đủ về phần bài tập từ vựng và kanji chưa? Ok, và Sensei sẽ bắt đầu này. Tuần này thì Sensei sẽ chữa luôn phần ngữ pháp bài tập số 3 cho các bạn. Đấy. Đấy. Bài tập số 3 này. Ok. Trước khi mà chữa xong bài tập số 3 thì Sensei sẽ thử kiểm tra một số những cái từ vựng trong này xem các bạn có đọc được không nhá. Chữ này các bạn đọc là gì ạ? Và có nghĩa là gì nhỉ? Các bạn thử comment chữ kanji này xem. Chữ này là gì? Và đọc là gì ạ? Naniyo? Các bạn ở trong nhóm lớp chuyên sâu, các bạn tag những bạn ở ở trong nhóm và giúp sensei luôn nhé. Kem tag các bạn trong nhóm của mình vào nhé. Thúy Thúy Sàng, Trang Sàng, Đồng Sàng. Thanh Tâm, sensei quên. Các bạn ơi, lịch học của lớp mình là lịch học cố định nhá, và sensei không bao giờ quên đâu ạ, chỉ có các bạn quên lớp thôi, còn sensei sẽ không bao giờ quên lớp học cũng như là lịch học của lớp mình, các bạn nhớ nhá. Hay. Ok, có nhân gian, nhân gian ơi, biểu ơi, chữ này không phải là chữ sổ cái gì mà đây là chữ dêm bự đúng không ạ? Dêm bự có nghĩa là toàn bộ. Hay, sương mờ sằng cô mong ạ, chữ này có nghĩa là toàn bộ đúng không ạ? Zenbu desu ne. Zenbu tabemashita là ăn hết toàn bộ desu ne. Women ở đây đáp án có một cái phần đáp án này sai ở trong kia, đó là zenbu tabe rare được desu ne. Tabe. À women. Nhưng mà bây giờ nhìn các bạn sẽ nhìn được hết nhỉ. Tabe rare được. Đấy. Các bạn ơi, chữ này là chữ zenbu tabe rare được desu ne. Hey, ok, bây giờ các em hãy comment phần đáp án cho sensei xem đáp án là đáp án gì ạ. Chữ này là chữ zenbu tabe rareru. Tabe rareru là ăn hết toàn bộ, tuy nhiên ở đây thì sensei có đánh sai một chút. Ok, rồi, sensei mờ quá sensei à? Chữ sensei đã cho lên rất là to rồi đấy. Xương mờ ơi. À, dân nhân Giang ơi. Âm thanh chỉnh to lên. Âm thanh chỉnh to lên là phải do em Huyền ạ. À. Còn sensei nói to lên rồi, em phải chỉnh âm thanh từ phía em thì mới to lên được, còn sensei không chỉnh to lên được đâu. Hay. Đáp án ở đây thì sensei thấy có Thúy là B. Thúy ơi, sensei cho Thúy nhìn lại đây nhá. Tới mức mà đúng không ạ? Tới mức mà đúng không? Hay, câu này mình sẽ đáp án ở đây là phương án C đúng không? Party party đều ạ. Tha cứ sáng cô chi số. Đó đề tài nghĩa là bực tiệc, bữa tiệc chiêu đãi đúng không ạ? Đã bữa tiệc đã chiêu đãi rất là nhiều món đến mức mà không thể ăn hết. Tabe ra đây nay hô đồ đấy. Còn tha dê mự tabe ra đây tà hô đồ thì là đến mức mà ăn hết thì cũng quá bình thường, không để thể nói đúng không ạ? Mà phải là gì? Đã chiêu đãi nhiều tới mức mà không thể ăn hết được, đến mức mà business. Hay, rồi so business. Ở đây Sensei thấy các bạn đều đúng. Có Thúy Sằng và Khánh Nguyên là bị sai mất câu này đúng không? Xem lại nhé. Đến mức mà không thể ăn hết được chứ đúng không ạ? Ôi hôm qua em đi ăn tiệc nhiều nhiều đến mức mà em không thể ăn hết được.
Đó, chứ tối hôm qua em đi ăn tiệc nhiều nhiều đến mức mà em đã ăn hết. Thế thì cái câu của em nó sẽ không phải là đến mức mà em ăn hết nữa, đúng không ạ? Hoặc là hôm qua em đi ăn tiệc ấy mà cái thức ăn ở bữa tiệc ấy nó ít ít đến mức mà mỗi người chỉ được có một miếng thôi. Isn't it? Đúng rồi, đến mức mà không ăn hết, không thể nào mà ăn hết được ấy. Dêm bự thà bê ra đến nay là không thể ăn toàn bộ được thì không thể ăn hết được. Hay, Sugi. Câu số 2 ạ. Ok, trước khi mà sang câu số 2 này thì Sensei sẽ hỏi các bạn chữ kanji này các bạn sẽ đọc là gì và ý nghĩa của nó. Các bạn comment lên luôn. Đây là những chữ kanji trong N3 thiết thực và đề luôn thì các bạn sẽ biết được luôn. Đây, chữ kanji này ạ. Chữ kanji này thì dễ rồi, nhưng Sensei sẽ hỏi các bạn chữ kanji đầu tiên này. Hay. Không để ý ạ. Saikin, hay so desu ne, saikin là gần đây đúng không ạ? Đáp án là A, isoashi. Các bạn đều làm đúng câu này đúng không? Soki suru jikan mo nai hodo. Gần đây thì tới mức mà không có cả thời gian ăn. Vậy thì tới mức như thế nào thì không có thời gian ăn nhỉ? Khi mà là rảnh rỗi đúng không ạ? Amari tabenai là không ăn lắm. Vậy thì chỉ có câu đầu tiên là isoashi thôi đúng không? Vậy thì gần đây tối bận đến mức mà không có cả thời gian ăn. Đấy. Hay, sang bằng. Sang bằng, ok, sang bằng các bạn sẽ comment cho Sensei chữ kanji này ạ. Tối nay Sensei sẽ kết hợp kiểm tra chữ kanji cùng với phần bài tập để các bạn sẽ nhớ hơn và nó cũng sẽ thiết thực và trong cái gần đề gần nhất nhé. Đây, các bạn sẽ comment cho Sensei chữ kanji này luôn. Kino wa hontou ni samukute nani nani ga nani nani kurai datta. Đáp án A, ok, đáp án A rồi, nhưng chữ kanji này nghĩa là gì ạ? Đọc là gì nhỉ các em? Đây ạ. Nào, comment chữ kanji này xem các bạn ơi. Hay, Sensei đã thấy có nhung sằng này. Không ăn uống đời. Tiến à. Hay, so this next đây là chữ kanji là chữ karada. Karada là cơ thể, đúng rồi, hồng à, hồng hồng. Hay. Và đáp án câu 3 này. Ok, trong phần bài 3 này các bạn cũng sẽ gặp cái từ kanji này nữa này. Các bạn có đọc được cái chữ kanji này không ạ? Rồi, các bạn comment cho Sensei luôn cái chữ kanji ở bên dưới ạ. Đây, chữ kanji này. Đây, xem lớp mình có những bạn nào đọc được cho Sensei chữ kanji này không? Đây, chữ kanji này nha. Chữ này có nghĩa là đông cứng nha các em. Hay, thu hàng sàng, tâm an sàng, ok. Nào, lớp mình ơi, những bạn nào đọc được chữ kanji này nào? Hay, ok. Chữ kanji này là koru desu ne. Koru có thêm chữ o đấy ạ. Chữ này là chữ ko này. Đó, thêm chữ o vào đây nữa. Sensei viết bằng cái con chuột nên nó không được đẹp á. Không thể viết được chứ không phải không được đẹp nên là thôi các bạn thông cảm giúp nhá. Đây. Cô ô desu ne, cô nghĩa là đóng băng đúng không ạ? Và đáp án ở câu này chính là đáp án mấy nhỉ? Hay, đúng rồi, cô đóng băng. Đáp án ở là
B đúng không? Các bạn đã học phần ngữ pháp bài 3 lần trước mà sensei có dạy các bạn, thì trong cái phần mà nani nani kurai datta kurai da ấy, đúng không ạ? Tới mức mà thì sensei có nói là nó hay đi với kato omou desu ne. Nhớ không ạ? Nếu không nhớ thì có thể xem lại về phần ngữ pháp bài trước sensei đã giảng. Tới mức mà tôi nghĩ là đúng không? Hôm nay Kino là hôm qua đúng không ạ? Hôm qua thì thực sự là rất lạnh đúng không? Cô Minh đấy, ở đây dịch thành chữ hôm nay. Hôm qua thì thực sự rất là lạnh. Đến mức mà đúng không? Đến mức mà tôi nghĩ rằng cơ thể đây business tôi nghĩ là đúng không? Đây là tôi nghĩ thôi. Đến mức mà cơ thể mình có thể là đông cứng, đóng băng lại. Hay. Đi descap. Tsugi nhá. Hay. Yong băng à, yong băng ở đây có rất là nhiều từ vựng mới này. Rồi, từ đầu tiên này, từ thứ hai này, bây giờ xin sẽ viết nhá. Từ số 1 này, từ số 2 này, từ số 3 này. Bây giờ các bạn cùng nhau comment cho xin xem ba từ vựng này là gì. Các em có thể không đánh số cũng được, nhưng mà từ nào các em viết được các em sẽ đánh số ra cho xin, các em sẽ viết ra luôn cách đọc cũng như là nghĩa của nó nhá. Cách đọc cũng được. Nếu mà các bạn đánh nhanh thì các bạn đánh cả nghĩa, còn không các bạn chỉ cần đánh mỗi cách đọc của từ thôi để xem là lớp mình có bạn nào mà đọc được cả cái câu này. Hay chào Hoàng Lý Sang. Hay so listen. Sensei đã thấy có Hoa Anh Đào comment rồi. Nào các bạn ơi, hay chữ đầu tiên là Kyoto đấy. Kyoto là Kyoto của Nhật đấy đúng không ạ? Ở đây có bạn nào đang Kyoto không? Hay ok, chữ đầu tiên là Kyoto thì dễ rồi. Thế còn chữ thứ hai thì sao? Hay. Ok. Câu số 2, từ số 2 thì trên dây thấy có bạn thì comment là Momiji, có bạn thì comment là Koyo đúng không? Koyo cũng là lá đỏ á. Thì họ cũng hay sử dụng hai từ này giống như nhau. Ở đây thì mình sẽ sử dụng từ này là từ Koyo đấy. Koyo. Thông thường thì khi mà nói thì hay nói là Momiji, còn trong các bài viết á, thì họ hay viết là từ Koyo hơn các em ạ. Koyo desu ne. Hay, chữ thứ ba là gì nhỉ? Đây. Đây ạ. Koyo so desu ne. Có Lý ơi thiếu mất chữ ư nhỉ? Ư ở đằng sau nhá. Koyo ư. Đấy, có ư đằng sau. Utsukushi, hay, xin đã nhìn thấy các bạn đã comment rồi. Và đáp án câu số 4 này là gì nhỉ? Kyoto no Koyo wa, à, Koyo hodo utsukushi mono wa, nani nani. Đây là một danh từ đúng không? Không có cái gì mà đẹp giống như là lá đỏ ở Kyoto đúng không? Hay, đáp án câu này là câu số 4, nhông bằng đấy. Hokano, hokani nai, có nghĩa là không có cái khác ấy. Hokani là cái khác đúng không? Không có cái gì khác, không có cái gì mà đẹp bằng lá đỏ ở Kyoto đấy. Hokani mo aru có nghĩa là cũng có đúng không? Nhưng mà cũng không được đúng không? Cũng có cái gì đó đẹp như là lá đỏ ở Kyoto, ai lại dùng như thế? Còn hokani mo sukunai nghĩa là cũng có cái gì đấy một ít, cũng có cái khác một ít, cũng không phải nhỉ. Hay, suy ghi nhá. Câu số 5 này.
Ở đây thì có từ Hán nào không? Không có từ Hán nào khó nhỉ? Chữ này là Nihon thì dễ rồi. Đây là Fuji-san đúng không ạ? Nihon de Fuji-san kurai nanai yama wa nai to omou. Ở đây các em sẽ có 3 phương án Kirena, Takai và Hoka đúng không? Nếu như mà hay. Các bạn sẽ nghĩ là phương án nào ạ? A, hay Tâm sáng chọn phương án A. Hay Khánh Nguyên sáng A. Ok. Ở đây xin thấy các bạn đều lựa chọn đúng không ạ? Đã thấy có các bạn chọn B giữa phương án A và phương án B đúng không? Đáp án chính xác của mình ở đây là phương án A các em ạ. Tôi nghĩ rằng ở Nhật thì không có ngọn núi nào mà của mình ấy, không có ngọn núi nào mà đẹp bằng núi Phố Sĩ. Sensei sẽ sửa lại cái này. Đẹp chứ không phải cao nha. Cái lúc mà soạn thì định cho bạn một cái bất ngờ ấy, nhưng mà Sensei sẽ giải thích vì sao mà không phải là Takai mà là Kirena. Bởi vì hôm trước khi mà các bạn học phần ngữ pháp mà kurainai đúng không, kurainai to omou nani nani kanai to omou, nghĩa là khi mà mình đưa ra cái ý kiến chủ quan của mình phán đoán, thì tôi nghĩ rằng ở Nhật không có cái ngọn núi nào mà đẹp như núi Phú Sĩ đúng không, chứ còn không thể nói là cao như núi Phú Sĩ được, bởi vì rõ ràng cái độ cao của nó không phải là cái phán đoán chủ quan của em được, mà nó là cái mà nhìn được trước mắt, mà nó mà cái mà được được công công nhận đúng không ạ. Bạn có thể bạn Google ra được cái núi Phú Sĩ có phải là cái núi cao cao nhất ở Nhật hay không đúng không. Nhưng mà nếu mà đẹp ạ, thì đối với em cái này nó khách quan, nó là đẹp đối với em, nhưng đối với Sensei chẳng hạn thì Sensei bảo không, cái núi khác cơ, nó mới là cái núi đẹp chẳng hạn. Business. Hay đúng rồi, nói theo cái ý chủ quan của người nói đúng không ạ. Thế nên trong trường hợp này là Takai là núi cao thì nó không phải theo cái chủ quan rồi, mà nó là cái mang theo theo những cái có thể đánh giá được đó. Hay yes, các ok nhá, cái câu này nếu mà đi thi là các bạn cũng sẽ hơi khó một chút đấy. Hay sang câu số 6, lục cử bằng nani nani kurai nara ima no level để gaman siêu. Ok, lại hỏi các bạn tiếp kiểm tra luôn chữ từ từ vựng này, chữ kanji này nghĩa là gì ạ? Có ai leo núi Phú Sĩ chưa? Có bạn nào leo núi Phú Sĩ chưa? Người trước sensei ở Yamanashi á, cũng gần gần núi Phú Sĩ đấy. Nhưng mà núi Phú Sĩ thì thường thường chỉ leo vào được trong mấy tháng mùa hè thôi, bởi vì nó rất là lạnh ấy. Có thể đi được bằng xe, bằng ô tô cho đến giữa lưng chừng chân núi, và sau đó thì các bạn sẽ leo lên. Nên là các bạn muốn leo lên, các bạn phải luyện tập sức khỏe thì các bạn mới leo lên được. Nhiều trẻ con ở Nhật nó cũng leo lên lắm. Seikatsu hay soresne, seikatsu. C đúng không ạ? Các bạn đều lựa chọn phương án là phương án C, C cắt sự đúng không? Tin nhỉ? Kitsui shigoto suru kurai nara đúng không? Nếu như mà phải làm một công việc mà khó khăn đúng không ạ? Thì sao nhỉ? Thì ima no C cắt sự no level được đấy. Gaman là gì? Gaman hôm trước học chưa? Có học từ vựng rồi đấy. Buổi trước những bạn nào đã học, mình học trong chữ kanji ấy đúng không ạ? Gaman có nghĩa là gì nhỉ? Chịu đựng thôi đúng không? Nếu mà công việc comment đấy, nếu mà làm công việc vất vả khó khăn á, thì sao nhỉ? Thì chịu đựng cái cuộc sống như thế này đúng không? Thì thôi cứ thế là chịu đựng cuộc sống như thế này đi đúng không ạ? Hay. Comment các bạn nhé, nhiều khi trong các bản dịch của Sensei nó bị sai, bởi vì là do đầu tiên là định đổi lại cái phần ví dụ, thay đổi nội dung ấy. Tuy nhiên là chưa kịp thay đổi nội dung vẫn giữ nguyên cái ví dụ nên là nó bị không khớp một chút á. Hay, nếu như mà phải làm công việc khó khăn vất vả thì
chịu đựng cái cuộc sống như thế này thôi, đúng không? Xe cắt sự lê bê được, có nghĩa là cái cuộc sống nó ở mức như thế này thôi, đúng không? Thì thôi chịu đựng cái cuộc sống như thế này. Ở dưới thì có cái từ là cải thiện, là từ kaizen, đúng không? Không thể cải thiện được cuộc sống hiện tại. Cấu trúc này khác. Hay, suy nghĩ nhá. Hay. Nana băng này. Nani mo shinai de. À, ok, có chữ kanji này sao ạ? Hay, các bạn thử đọc chữ kanji này xem. Ở đây sẽ có một từ garu này. Từ garu này á, là ngữ pháp của cấu trúc N2 khi mà miêu tả về cái cảm xúc, cảm giác của ai đó, của người khác thì các bạn sẽ dùng cái từ garu này được nhé. Kurai nara, đúng không ạ? Hay, chữ này ạ. Đây là atto đế rồi thì đơn giản, đúng không? Có cái chữ này thôi, kanji này. Hay, gian nên, đúng không ạ? Ừ. Đáp án của câu này là gì nhỉ các em? Shippai, đúng không? Câu này nghĩa là nếu mà không làm gì để mà hối hận, đúng không ạ? Thì sao nhỉ? Nani mo shinai de atto zannen kurai nara, đúng không? Nếu mà không làm cái gì và sau đó để mà hối hận thì shippai shite mo, là dù có hối hận, đúng không ạ? Dẫu có thất bại, dù có hối hận thì nên làm thử thì hơn. Si pai shite mo yatte mita hou ga ii desu ne. Nani mo sannin garanai, là không cảm thấy cái gì nuối tiếc cả, đúng không? Amai gambaranai, là không cố gắng lắm, nhưng mà cấu trúc thì nghĩa thì không phù hợp, đúng không ạ? Hay, so desu ne. Câu này sensei không thể có bạn nào làm sai đâu. Hay, so desu ne, giống như cái việc mà các em học tiếng Nhật bây giờ ấy, đúng không ạ? Và nếu như mà các bạn học, các bạn ôn thi N3 và sau đó thì các bạn không đỗ, nhưng mà còn hơn cái việc mà em không học để em thi, đúng không ạ? Em bảo là ui thôi, bây giờ mình chắc mình thi mình không đỗ đâu, nên thôi mình không học nữa, mình học cho chơi chơi tí thôi. Thế thì sau này mình sẽ thấy các bạn quanh mình, đúng không? Các bạn đi vào học rồi, hoặc các bạn đều đỗ hết, mình nghĩ lại, ủa tiếc thế, lúc đấy mà mình cũng học như nó thì phải bây giờ mình cũng đỗ rồi không? Đúng không ạ? Thế nên là cố gắng nhá. Hay. Tiếp sang câu số 8. Câu số 8 đố các bạn chữ kanji này. Chữ kanji này thì dễ rồi. Đây là chữ mise thì ok. Shiritakereba. À, đây có hai chữ kanji này. Đó. Chữ đầu tiên này, các em giải nghĩa xem. Tochi. Hay, so desu ne. Ryokosaki. Ryokosaki, đúng không ạ? Chữ Ryokosaki, hay. Tochi, đúng không? Hay, so desu ne. Tochi. Sono tochi là sono, cái địa phương đó, đúng không ạ? Đáp án là gì? I, shigoto, đúng không? Ôi mẹ. Cái đáp án này đang bị cho sai rồi không? nhìn đáp án này chắc là các em cũng không đoán được đâu, vì là comment các bạn nhé. Do sensei sửa cái này nó bị nhảy mất đáp án á. Đáp án ở câu này là gì? Là kiku, đúng không ạ? Là
khi cự là hỏi người khác là nghe ạ. Khi cự ở đây thì sẽ điền cho các bạn luôn nhá. Và bản dịch thì cũng bị nhầm nhảy mất chữ rồi nên thôi ok, sensei sẽ bỏ qua cái phần này và sensei sẽ dịch cho các bạn. Ryoko saki de oishi ryori o shita shiritakereba. Nếu như mà đúng không ạ? Các bạn trong này các bạn sẽ dịch cho sensei là các bạn sẽ chia từ dấu phẩy này và các bạn sẽ dịch theo cái nghĩa từ dưới lên này, các bạn sẽ dịch là shiritakereba là nếu mà em sao nhỉ? Em muốn biết đúng không? Em muốn biết cái quán ăn ngon oishi omise đúng không ạ? Em muốn biết quán ăn ngon nhưng mà ở đâu ạ? Ở cái địa điểm du lịch đúng không ạ? Ở cái địa điểm du lịch có nghĩa là các em đi đến các địa điểm du lịch và các em sẽ muốn biết cái quán ăn ngon đúng không? Thì sao nhỉ? Sono tochi no hito có nghĩa là gì? Cái người ở địa phương đó đúng không? Thì làm sao nhỉ? Khi cự là hỏi ni ki ni kagiru đúng không? Thì hỏi cái người ở địa phương đó là tốt nhất. Đó. Đó, thì các em biết là vậy thì lần sau khi mà mình đi đâu du lịch đúng không ạ? Mình có một cái lời khuyên đưa cho ai là gì nhỉ? Ryoko saki ni oishi ryori oishi mise hoặc là oishi ryori ga shiritakereba sono chi tochi no hito ni kigu ni kagiru desu ne. Kagiru desu ne. Hai, ii desu ka? Tsugi nya. Kazu chin na 9番. Chữ kanji này ạ. Đúng rồi, lên hỏi người ở địa phương là tốt nhất. Hai. Nai, nani nani, nai toki wa nani. Chữ kanji này ạ. Cho bạn đến đây đi, cho bạn dễ nhìn này. Hai. So desu ne, sensei đã thấy nhân gian sàng comment đúng không ạ? Nemure nai toki wa. Đáp án là gì? B đúng không? Atatakai miruku đúng không ạ? Nếu mà không thể ngủ được hay là khi mà em không thể ngủ được thì ở đây cái phần mà từ toki wa này thì cả cái phần đầu này nó là chủ ngữ rồi đúng không ạ? Khi mà em không thể ngủ được thì làm sao thì tốt nhất nhỉ? 4-5 giờ ni kagiru chẳng liên quan gì đúng không ạ? Chỉ có là aratatakai miriku là sữa nóng thì sẽ là sữa ấm, sữa nóng thì sẽ là tốt nhất đúng không? Asa okirenai kagiri là buổi sáng thì không thể thức dậy thì ok sai đúng không? Hay ok, phần chữa phần bài tập đến đây là kết thúc rồi và sensei sẽ chuyển luôn sang phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay, bài số 4 các bạn nhé. Bài số 4 ngày hôm nay các bạn sẽ học 5 cấu trúc câu ngữ pháp. Do vậy mà tương đối là dài, do vậy mà sensei sẽ lướt qua nhanh. Và các em nếu như mà các em chưa hiểu ngay tại livestream thì các em sẽ xem lại. Và sensei sẽ không nhắc lại quá nhiều lần trong livestream cho các bạn. Sensei sẽ giải cho các bạn dễ hiểu nhất nên các bạn yên tâm. Nhưng nếu như mà em thấy nhanh thì lát nữa kết thúc xem lại vài lần cho nhớ các ví dụ của sensei. Rồi. Cấu trúc ngữ pháp của bài 4 này hôm nay khi các bạn học đều là về sự khác biệt. Chủ yếu là về sự khác biệt nhé. Cấu trúc đầu tiên này các em sẽ có ni, tai, ste. Đây là tai, ste. Sensei không furigana ra bởi vì sensei muốn các bạn nhớ vào trong đầu. Khi các bạn đi thi, các bạn nhìn nó, các bạn sẽ biết ni, tai, ste, trái với, đối lập với gì đó. Đúng không ạ? Hanmen là mặt khác. Và ippo de, đồng thời, bên cạnh đó. Trái với hoặc là cũng gần như đối lập với. Lát nữa sensei sẽ có một cái giải thích về ba cái sự khác nhau của ba cấu trúc này. Thật ra đọc qua các bạn cũng sẽ đã thấy khác nhau rồi, nhưng mà lát nữa sau khi giảng xong phần ngữ pháp, sensei sẽ cho các bạn một cái bảng giải thích. Tôi yêu đi đúng hơn là đúng không? Đây. Nói là tâm sensei là giáo viên đúng không? Nhưng mà đúng hơn là cảm thấy như là một người chị của các bạn vậy. Đó. Kawari ni là thay vào đó, đổi vào đó, thay cho, đúng không ạ? Hay. Ok, các bạn lớp chuyên sâu của sensei thấy vẫn còn đang mê mẩn cái cà phê vì không ngủ được. Khi không ngủ được các bạn uống cà phê để học bài luôn, đúng không ạ? Hay, cấu trúc câu đầu tiên này, ni, tai, ste, trái với, đối lập với. Các em sẽ có cấu trúc như sau.
được sử dụng để nói về hai đối tượng hoặc hai cái hiện tượng có sự đối lập. Có nghĩa là sao nhỉ? Nó sẽ hai cái hiện tượng khác nhau, hai cái đối tượng khác nhau. Đối tượng A và đối tượng B là hai cái đối tượng hoàn toàn khác nhau và nó đối lập với nhau. Nhớ nhá. Đối tượng A, đối tượng B. Đó, thực ra lát nữa chính là sự phân biệt của các bạn đấy ạ. Sensei của đối tượng A, đối tượng B, hai đối tượng này khác nhau, đối lập với nhau. Thế thôi, thì các bạn sẽ sử dụng tai ste, ni tai ste. Em sẽ có cấu trúc của nó này, danh từ ni tai ste và câu văn. Nhưng đối với trường hợp là câu văn, cái này nó rất quan trọng này. Đối với trường hợp là câu văn, các bạn sẽ có thêm nộ đằng sau nhá. À, câu văn sau đó đi nộ và đi ngữ. Ni tai ste, yes ka? Được rồi, các bạn nhìn cái cấu trúc này đi và sensei sẽ đi sang phần ví dụ luôn. Đây, ở đây thì sensei có furigana cho các bạn. Để tránh trường hợp mà các bạn, nhiều bạn chưa học kanji thì các bạn sẽ không bị bối rối trong bài học. Kino wa Osaka de wa owame datta no. Đó, thấy chưa ạ? Bởi vì ở đây nó cả một câu văn, đúng không ạ? Nếu như nó chỉ là owame thì sensei sẽ là danh từ. Thì sẽ chỉ, nếu mà nó không phải là câu văn nhá, nó là danh từ thì sẽ là ni tai ste. Nhưng ở đây là cả một câu văn của các em đây, đúng không ạ? Thế nên nó sẽ đi với no ni tai ste. Tokyo wa ii tenki datta. Vì sao lại ở đây lại là datta? Bởi vì ở đây mình đang sử dụng là thể kino là quá khứ nhá. Hay, ok. Các bạn dịch câu này xem nào ạ. Rồi, sương mờ Thúy Thúy Trang ơi, tập trung dịch cho trên xe đi. Xin xe đang chờ các bạn comment dịch đây ạ. Ở đây bởi vì các em có từ ni tai ste đúng không? Thế nên là các em sẽ dịch là đối ngược với, trái với nhỉ? Đúng không? Mặt khác thì đúng không ạ? Hay hôm qua ở Osaka thì mưa lớn nhưng mà ở Tokyo thì thời tiết đẹp đúng không? Nhưng mà ở đây ý là mặt khác là đúng không? Nhưng mà trái với như thế thì đúng không? Ừ, hôm qua ở Hà Nội thì rất là nắng nhưng mà trái với việc nắng ở Hà Nội á thì ở Thanh Hóa thì trời mưa rất to, đúng không? Rõ ràng hai cái sự việc có liên quan không các bạn? Osaka và Tokyo là hai cái sự vật riêng biệt khác nhau, đúng không? Một cái địa điểm khác nhau. Hay, ok, suy nhá. Xong ví dụ tiếp theo này, ví dụ số 2. Hay. Ôi. Uchi no gì nhỉ? Chữ này thiếu à? Uchi no ka, chữ này nó bị nhảy các em nhá. Uchi no ka wa jose no. Thôi các bạn đừng để ý cái chữ ở trên này đi, nó bị nhảy hết rồi. Uchi no ka wa jose ga yoku nomi ni iku no wa ni ta no wa taishite. Ở đây có ni đúng không? Có no đúng không? Iku no ni taishite. Đàn xe wa minna masugu. Masugu là thẳng nhà luôn nhé. Masugu ie ni kaeru. Bởi vì ở đây cũng là cả một cụm câu, do vậy mà các em sẽ có là thêm no vào đúng không? Ở đây bị đánh nhầm là no ni tai ste.
bạn dịch câu này cho Jen xem ạ. Ở đây có cái cụm mà uchi no ka desu ne. Uchi no ka này thì các bạn có thể dịch là ở cái phòng ban của tôi ấy. Cái phòng khoa, phòng ban của tôi desu ne. Hay gì nhỉ? Ở bộ phận, ở đây thì sensei dịch là từ bộ phận, nhưng các bạn có thể là ở trong phòng ban của tôi, ở bộ phận của tôi đúng không? Thì trái ngược lại với nghĩ ngược lại với việc mà yoku no mini cử là hay đi uống đúng không ạ? Hay đi uống bia đúng không ạ? Trái ngược với phụ nữ thường đi uống đúng không? Uống thì có thể là uống bia hoặc là uống rượu business, nhưng mà người ta bên Nhật thì người ta chỉ nói là yoku no mini ikimasen ka, no mini ikimasen ka, no mini ikimasho thôi. Người ta sẽ không nói rõ là đi uống bia hay đi uống rượu như của mình đâu nhá. Thế nên là các bạn sẽ hình dung là bên Nhật họ sẽ không có một cái quán mà kiểu chỉ bán bia riêng, hoặc một chỉ đi uống bia hoặc chỉ đi uống rượu như mình, mà nói là đi uống bia là đi uống bia, đi uống rượu là đi uống rượu, mà chỉ nói là no mini ikimasen thôi nhá, đúng không ạ? Thì làm sao nhỉ? Thì danse là con trai thì là sao? Mina con trai, tất cả đều masuku ie ni kaeru thì con trai về về thẳng nhà đúng không? Hay, so desu ne. Hay, ok. Cái từ uchi no ka này thì các bạn lưu ý là dịch là bộ phận của chúng tôi, ở phòng ban của chúng tôi. Thì business. Hay, trong phòng ban đấy. Phòng ban trong công ty đấy. Hay, tsugi. Sang ví dụ số 3. Nhỉ? Soto asobu ga suki na chonan. Chonan là con trai trưởng đúng không ạ? Jinan là con trai thứ, Sangnan là con trai thứ ba, business. Jinan wa ie no naka de asobu koto ga suki da. Ở đây thì cả một cái cụm này nó chính là cụm danh từ các em nhé. Đó. Vừa nãy thì các câu ở trên đó, thì các bạn đều gặp là gì nhỉ? Là một cụm từ, một cụm câu. Do vậy mà các em có thêm no, ni, tai, te. Nhưng ở đây ý, thì cả một cái cụm này là cụm danh từ đúng không ạ? Cái việc mà Soto Asobu ga suki na này này, nó bổ nghĩa cho cái danh từ Chonan. Chonan là con trai trưởng này. Con trai trưởng là như thế nào? Cái đức tính của nó như thế nào đấy ạ? Là một cái đứa bé mà nó thích chơi ở bên ngoài đúng không ạ? Hay. Hay, ok, sensei có Nari Nguyễn Hoàng Lý các bạn vậy. Thanh Tâm, ok. Ok, các bạn đều dịch ok. Okay. Trái ngược với con trai trưởng thích đi ra ngoài chơi đúng không ạ? Đứa cái con trai đầu với đứa con trai trưởng thì cái đứa con trai út đó nó lại chỉ thích chơi ở trong nhà thôi. Nè. Hay, suy nghĩ nhá. Kết luận này, ni tai te diễn tả sự đối lập của hai đối tượng đúng không ạ? Vừa nãy giờ mình toàn lấy hai cái đối tượng mà đối tượng khác nhau đúng không? Con trai trưởng và con trai út cũng là hai đối tượng A và hai đối tượng B, nó đối lập với nhau, nghĩa là khi mà các em sử dụng để diễn tả cái sự đối lập nhưng của hai cái đối tượng khác nhau thì các em sẽ sử dụng ni tai te đối ngược lại trái với đúng không? Trái ngược với anh trai luôn khỏe mạnh thì em trai lại hay bị ốm. Anh trai các em có từ gì ấy nhỉ? Ani đúng không ạ? Em trai là Ototo, khỏe mạnh là Kinki đúng không? Các bạn có thử viết được câu này không? Thôi. Sensei sẽ giải thích luôn cái câu này đúng không ạ? Ani ga Kinki na no ni taishite. Thì nhỉ? Ototo wa yoku byouki ni naru desu ne. Đây cũng là cả một cái cụm này. Đó. Em trai thì khỏe đúng không? Đây là cụm câu đấy, nên là có nộ ở đây. Hai. Ok, vậy là mình đã xong rồi phần cấu trúc ni tai te. Nhớ cho sensei cấu trúc ni tai te, danh từ đi với ni tai tai te này, cụm câu thêm nộ đi với tai te, trái ngược lại với thì hay idesu ka. Và bây giờ mình sẽ cùng với nhau sang phần cấu trúc câu số 2.
tài stay này là ngữ pháp của phần N3 cũng rất là quan trọng, do vậy mà các bạn nhớ kỹ nhé. Hay, cấu trúc số 2 mình sẽ học sẽ là cấu trúc hamen, mặt khác. Thế thì vừa nãy thì là trái với đúng không? Nghe khi kiểu mặt khác thì giả sử như câu tiếng Việt của các bạn thì anh trai thì hay thích ra ngoài chơi, mặt khác thì em trai lại thích ở trong nhà, nghe nó kiểu thấy nói tiếng Việt thì các bạn thấy cũng có vẻ cũng nghe cũng có lý đúng không ạ? Nhưng mà trong tiếng Nhật thì nó sẽ khác nhau, và khác nhau như thế nào thì các bạn sẽ cùng nhìn vào đây với sensei nhé. Mặt khác này được sử dụng thể hiện hai mặt đối lập nhau như của một vấn đề. Thấy chưa? Vừa nãy Thai C, sensei nhấn mạnh rất rõ là hai mặt đối lập nhau của hai vấn đề khác nhau. Tâm sensei và các bạn, hai mặt đối lập nhau đúng không ạ? Nhưng mà hai mặt trái ngược nhau, có hai cái vấn đề khác nhau. Đó. Nhưng hanmen thì thể hiện hai mặt đối lập nhau nhưng lại của một vấn đề thôi. Một vấn đề thôi. Cấu trúc câu ở đây thì sensei có từ ý từ hanmen này. Hanmen này thi thoảng người ta cũng sẽ có hay viết, các em cũng sẽ thấy có những cái ví dụ mà họ viết hanmen như thế này. Tuy nhiên là trong phần sách này của mình thì mình sẽ học hanmen như trên nhé. Hanmen. Hanmen cái này nó không đánh được. Đây. Đây thì các bạn sẽ học phần hanmen này. Thực ra hanmen này cũng không có sai đâu các bạn nhé. Hay. Cấu trúc câu các em sẽ có phê rự này, tính từ đuôi na, tính từ đuôi y, danh từ de aru đi với hanmen. Được chưa? Một số giáo viên thì hay dạy hanmen này, một số có một số sách thì sẽ dùng hanmen này. Đấy. Mình sẽ cùng với nhau sang phần ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên này. Ôi, anh này anh cảm thấy làm sao đây nhỉ? Anh cảm thấy rất là stress đúng không ạ? Tokai là thành phố đúng không ạ? Tokai no se katsu wa omoishiroi koto ga oi. Hamen. Stress mo oi. Các bạn có đang ở thành phố không? Các bạn thấy cuộc sống ở trên thành phố thì có omoishiroi là gì nhỉ? Là thú vị đúng không ạ? Ok, các bạn comment dịch cho sensei cấu trúc câu này ạ. Trong cái phần vừa nãy cấu trúc ở bên dưới thì sensei có thấy bạn Nhân Giang có nhắn là danh từ gì nhỉ? Danh từ bỏ đà đi mà. Danh từ là danh từ đế a rự nhá. Tính từ đuôi na thì bỏ bỏ đà đúng không? Bỏ đà để na, hoặc tính từ đuôi na hoặc là tính từ đế a rự. Hay. Cuộc sống ở thành phố có nhiều điều thú vị đúng không ạ? Nhưng mà mặt khác thì cũng nhiều căng thẳng. Đó. Nó cùng là một cái cuộc sống ở thành phố đúng không? Nó chỉ có một mặt của vấn đề thôi, nó không phải là hai mặt, nhưng mà hai cái vấn đề hoàn toàn đối lập với nhau đúng không? Sống ở đây kiểu thấy cũng có rất là nhiều những cái hay, rất là nhiều những cái thú vị đúng không ạ? Ra đường thì rất là vui, nhưng mà bù lại thì cũng rất là căng thẳng, stress mà always này. Bởi vì tiền nhà cao này, giá cả cái gì cũng cao này đúng không? Và người trong thành phố thì họ lại sống rất là tsumetai, là lạnh lùng. Đó. Hay Ineska. Stress mình Nhi ơi, mình sẽ không dịch là rắc rối mà stress trong tiếng Anh ấy ạ. Stress là bị trầm cảm, là kiểu cảm thấy căng thẳng đúng không ạ? Hay chú ý nha. Thì nhà chị này đang đi đâu đấy ạ? Đang đi du lịch đúng không? Hitori tabi wa. Tabi ở đây cũng là đi du lịch nha các bạn. Thay bình thường các bạn hay đọc là dioko đúng không? Vậy thì trong chữ này các bạn sẽ đọc là tabi, nhớ cho sensei nhá. Hitori tabi wa kiraku na hanmen nan demo hitori de yaranakereba naranai. Yaranakereba naranai no de là phải làm gì đúng không ạ? Đây là fuben đó.
bất tiện hay xịt ạ. Em dịch câu này đi. Đối lập, ngược lại, trái với cái việc gì nhỉ? Việc mà thoải mái khi mà đi du lịch mình đúng không? Hoặc là đi du lịch một mình. Bởi vì ở đây là chủ ngữ là danh từ có quá đây này. Cứ đằng trước danh từ mà các bạn có, cứ đằng trước nó là quá này, gá này, mộ này, thì đó chính là danh từ trong câu, đúng không? Hay đi du lịch một mình thì thoải mái, nhưng mà ngược lại thì nhờ cái gì cũng phải tự mình làm nên là cảm thấy bất tiện, nên là cũng bất tiện đấy, đúng không ạ? Hay xin sẽ có thanh tâm dịch cuộc sống xa nhà. Ok các bạn dịch nhanh rồi. Y thế các mình đang giảng câu này đó, các em nhớ nhé. Ham mê trái ngược lại, đối lập lại với. Rồi, tiếp tục mình sẽ sang ví dụ số 3, cũng là ví dụ cuối cùng của phần này. Anh này đang làm gì nhỉ? Shikoto o yamete, chiyou na jikan ga fuyeta hammen. Fue được là tăng lên đúng không ạ? Jiyou na jikan là thời gian tự do đúng không? Nhưng mà gì nhỉ? Kincho càng là cái cảm giác hồi hộp, cảm giác lo lắng nha. Hay Thúy Thúy sang. Các bạn trong lớp các bạn cứ tích cực comment là sensei sẽ nhìn thấy nha. Cuộc sống xa nhà. Nhi Nhi, Huyền Hào, Thúy Thúy, Đỗ Hòa, Hồng Mốt, Hoàng Lý. Ok, sensei đã nhìn thấy comment dịch bài của các em rồi. Rồi, các bạn dịch cho sensei câu này ạ. Kincho kan mo nakunatte shimatta. Kincho suru, kincho là cảm thấy hồi hộp lo lắng đúng không ạ? Ví dụ mỗi lần mà CNC live stream để cho các bạn ấy, lúc nào cũng cảm thấy rất là kincho suru. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rất là sợ là cái live stream Facebook nhiều khi nó khóa mất Facebook lại, thế là không biết làm nào để vào được á. Nên là cũng thấy. Và các bạn sẽ chờ CNC đó. Hay, ok, nghỉ việc thì có nhiều thời gian tự do, thời gian rảnh hơn đấy, đúng không? Shihoto yamete wa chikan, vì ở đây có chữ gạ này, đó, các bạn nhìn đây, gạ lên là từ vế này trở đi, đây chính là phần chủ ngữ trong câu, đúng không ạ? Nghỉ việc thì cái thời gian tự do á, thì sao nhỉ? Thì tăng lên, nhưng mà trái với cái việc đó, đúng không ạ? Thì sao? Kincho càng là cái cảm giác căng thẳng cũng biến mất nhỉ. Cảm thấy tự do đấy, nhưng mà mình không còn cảm thấy lúc nào cũng căng thẳng, kiểu cảm thấy không còn cảm thấy hồi hộp nữa thì cũng thấy buồn đúng không ạ? Không còn thì thấy thú vị nữa. Kincho cũng không thể dịch là lo lắng đâu các bạn nhé. Lo lắng là khi mà em shinpai suru thì sẽ là lo lắng. Nhưng mà kincho là khi mà em đi, ví dụ em đi phỏng vấn chẳng hạn, đó, em cảm thấy hồi hộp thế. Hồi hộp kiểu vậy, căng thẳng. Kiểu rất là hồi hộp khi nào bạn các bạn đi phỏng vấn đúng không? Người ta thấy các bạn hồi hộp quá, các bạn căng thẳng quá, người ta sẽ bảo à, dai zobu desu, kincho shinai desu. Đó. Là đừng có lo lắng nhé. Hay, đi desu ka? Ok, mình đã học xong cấu trúc hammen, diễn tả hai mặt đối lập nhau của một vấn đề nhá. Ví dụ này, cái thuốc mới này thì hiệu quả tốt, nhưng mặt khác tác dụng phụ cũng rất mạnh. Vậy thì vấn đề ở đây là vấn đề của cái gì nhỉ? Của cái thuốc mới này này, đúng không ạ? Của cái thuốc mới này, đúng không? Nhưng mà nó có hai cái mặt đối lập nhau. Mặt đầu tiên của CNC là hiệu quả của nó rất là tốt, nhưng nó lại có một cái mặt khác đối lập, đấy chính là cái tác dụng phụ nó cũng rất mạnh, đúng không ạ?
Đây, ví dụ như là em bị sốt, em uống cái thuốc hạ sốt này á, thì sẽ giảm sốt luôn, nhưng bù lại em sẽ bị đau dạ dày. Đó, thì hai mặt đối lập nhau nhưng của một vấn đề nhá. Ví dụ này, kono atarashi kusuri, kusuri là thuốc đúng không ạ? Yoku, kiku, này là đối với thuốc ấy. Yoku, kiku nghĩa là nó có hiệu quả đấy. À, khi nào mà các bạn nói về cái thuốc này em bảo uống đi, kono kusuri wa yoku kiku yo, non de kudasai, thế uống đi, thuốc này có hiệu quả tốt lắm đấy. Đó, thì gì nhỉ? Fukusayo có nghĩa là tác dụng phụ, tác dụng phụ đấy. Mo tsuyoi, tsuyoi là mạnh đúng không ạ? Hay, ok, suy nghĩ nhá. Mình sẽ cùng với nhau sang phần ví dụ số 3. Moment, cấu trúc số 3, ippo de, đồng thời, bên cạnh đó. Đồng thời y bên cạnh đó đúng không ạ? Đây. Đồng thời bên cạnh đó sử thể hiện hai mặt đối lập nhau của một vấn đề nào đó. Thế thì nghe đi, nghe bảo em cũng thấy là hai mặt đối lập nhau nhưng của một vấn đề, nghe cũng lại gần gần giống với cấu trúc mà các bạn vừa học xong đúng không ạ? Gần giống với Hanmen đúng không? Nó cũng có là hai mặt đối lập nhau của vấn đề. Do vậy mà về sắc thái ý nghĩa thì cấu trúc này cũng tương tự như cấu trúc Hanmen, nhưng mà nó sẽ khác nhau một chút thôi, thì lát nữa Sensei sẽ giải thích cho các bạn nhé. Và các bạn cũng sẽ, bởi vì cái sắc thái ý nghĩa cũng như là cấu trúc nó tương tự như Hanmen nên nó cũng sẽ vẫn có là ve rự này, tính từ đuôi i, tính từ đuôi na, danh từ de rự đi với ippo, ippo de, có đế hoặc không có đế, được chưa? Rồi các bạn nhìn lại cấu trúc một lần nữa đi, sau đó mình sẽ cùng với Sensei sang phần cấu trúc bài này. Vì bài này hơi dài nên là Sensei sẽ vào luôn nhé. Hay, Sensei sẽ giảng cho bạn. Kai de wa shibun no iken no ime iken desu ne. Cái này nó furigana sai. Iken. Đấy. Ike no iu ippo de hoka no hito no hanasu mo yoku kite kudasai. Đúng không? Trong cái cuộc họp ấy thì phải nói lên ý kiến của cá nhân mình, hay nói lên ý kiến của cá nhân mình, nhưng đồng thời cũng phải lắng nghe cái ý kiến của người khác nữa. Hay, nó có hai nghĩa nhé. Một cái là vừa đồng thời, vừa có nghĩa là mặt khác, đấy chính là cái mà nó khác so với Hanmen nhé. Hanmen thì chỉ là mặt khác thôi, còn ippo ở đây thì có nghĩa là thêm một cái nữa, chính là đồng thời, đúng không ạ? Và trong câu này nếu như các em dịch là trong cuộc họp phải nói đến ý kiến của mình, mặt khác thì đúng không? Nghe cũng hợp lý, nhưng mà nếu mà các bạn dịch đồng thời nghĩa là sao nhỉ? Hai mặt nhưng mà các bạn phải cùng hỗ trợ cho nhau luôn, đồng thời khi mà em nói lên ý kiến của em cũng được thôi, nhưng em đồng thời cũng phải nghe thêm ý kiến của người khác nữa. Trong đâu? Trong cái cuộc họp nhé. Hay, đi đến các Kikoe nai à? Ok, các bạn đã nghe được chưa ạ? Phan Tấn Cảnh, em thấy ipodec được dùng nhiều hơn. Đúng rồi, thông thường thì họ cũng hay dùng nhiều cái ipodec này hơn. Thực ra bởi vì nó cũng giống với Hanmen đúng không? Nó được sử dụng nhiều hơn so với Hanmen, bởi vì nó được sử dụng ngoài hai mặt đối lập nhau, nó còn sử dụng được đối với hai mặt cũng tương đồng với nhau cũng sử dụng được. Thế nên là nó được sử dụng nhiều hơn so với Hanmen. Thì lát nữa các em xem ở phần tiếp theo đây, Sensei sẽ giải thích cái phần đó là các bạn sẽ rõ hơn. Suy nhá. Hay. Đây. Đây chính là nhiệm vụ của Sensei đấy ạ. Kyoju wa atarashii kenkyu ni torikumu ippo de shikkari gakusei no sewa mo shinakereba naranai. Do bạn của em à. Nếu mà những bạn nào mà mạng kém thì lát nữa các em có thể xem lại livestream của Sensei nhé. Hay,
giáo viên thì đúng mà Kyoji, giáo viên thì ngoài cái việc mà nghiên cứu để đưa ra những cái nghiên cứu mới đúng không, Atarashi Kenkyu là nghiên cứu mới đúng không, Toriku Mu là đưa ra những cái nghiên cứu mới hay là tạo ra cái nghiên cứu mới, làm việc về để đưa ra được những cái nghiên cứu mới đó, thì đồng thời đúng không ạ cũng phải chăm sóc học sinh cẩn thận đúng không ạ, giống như là sensei đang giảng dạy dạy cho các bạn đây, các bạn ở trong lớp N3 free hay là lớp chuyên sâu mang tên thì sensei cũng phải chăm sóc các bạn cẩn thận đúng không, không phải là các bạn vào lớp sau đó thì các bạn hỏi sensei không trả lời là không được, mà cũng phải chăm sóc các bạn để xem quan tâm đến đời sống của các bạn này, mỗi lần các bạn đi làm về muộn quá không kịp nộp bài thì sensei cho em nộp muộn này đúng không ạ, hoặc là em có việc gì đó hôm nay không kịp nộp bài nè. Hay thì có suy nghĩ nhá gì nhỉ, kodomo wa umare à gì nhỉ, umarete hay ureshikatta ippo de omoi sekinin là gì nhỉ, là cái trách nhiệm, omoi sekinin là trách nhiệm nặng nề đúng không, omoi là nặng, sekinin là trách nhiệm nặng nề đúng không ạ, kanji da là cảm giác thấy, cảm nhận thấy đúng không, kodomo umarete là gì nhỉ, sinh ra đứa trẻ con ấy thì chắc là đã rất là vui đúng không ạ, nhưng mà đồng thời đúng không, hay sinh ra đứa trẻ thì rất là vui, sinh ra đứa con thì rất là vui, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm rất là nặng nề nhé. Hay suy sang cái ví dụ cuối của cái bài cấu trúc Ippo này, Yono naka là trên thế giới các bạn nhé, Yono naka ni wa hito to hanasu koto ga suki na hito ga iru ippo, sore ga nigate na hito mo oi đúng không ạ, trên thế giới thì đúng không, đây trên thế giới thì ga iru đúng không, hito to hanasu koto ga suki na hito nghĩa là cả, đây là cả một cái cụm từ thi tô tổ hana sự của tổ ga suki na, nó bổ nghĩa cho cái danh từ này nhé, cái người như nào đấy ạ, người mà thích nói chuyện với mọi người ấy. Cũng có người mà thích nói chuyện với mọi người đúng không ạ, nhưng mà đồng thời ippo de đồng thời thì làm sao nhở, sore ga nigate na hito mo oi, đồng thời thì cái việc đó cũng là à cũng có người mà sao là cái điểm yếu đúng không ạ, không giỏi, niga-te là không giỏi kém. Vậy thì cái chỗ ở đây mình nhất là trong các phần bài văn đọc á, các bạn đọc hiểu, các bạn rất là hay gặp những cái mà họ viết tắt như là sore, sore. Vậy thì ở đây các bạn sẽ phải hiểu là sore ở đây chính là gì? Sore ở đây chính là hito to hanasu koto. Né. Họ sẽ không bao giờ họ viết rõ ra là hito to hanasu koto mà họ sẽ viết là sore đó. Vậy thì khi mà các em đọc các đoạn văn á, thì các em phải hiểu là sore ở đây ẩn ý của tác giả chính là gì đấy ạ? Chính là hito to hanasu koto desu ne. Hay. Đồng thời. Hay, ý thức khác câu này. Chậm. Cuộc sống xa nhà livestream mà từ mấy những bạn nào mà đang xem livestream của CC nhưng mà chưa biết về lịch học cũng như là chưa biết cách học trong nhóm N3 Free thì các em ở lại nhé, lát nữa cuối giờ CC sẽ hướng dẫn cho những bạn mà không biết về lớp N3 Free mà các bạn đang xem mà các bạn chưa biết á, thì lát nữa CC giảng xong thì các bạn lán ở lại, lên CC sẽ ở lại với các bạn và CC giải thích cho các bạn nhé. Hay Tsugi này
diễn tả việc đối lập diễn ra song song đồng thời đúng không ạ? Việc vợ tôi nấu ăn cơm tối đồng thời thì chăm con đúng không? Song song đồng thời đấy ạ. Gì nhỉ? Tsuma wa yukata yusoku desu ne. Ô, tsukuru ippo de koromo no sewa mo shite iru. Đó. Người vợ thì rất là vất vả nhỉ? Đồng thời đúng không ạ? Mạng hay bị giật. Chắc là nhiều người xem quá bị giật bất giật đấy. Rồi, các bạn đã học xong 3 phần cấu trúc và bây giờ chị Sensei sẽ phân biệt cho các bạn sự khác nhau của ba cái cấu trúc ni, taishite, hanmen và ippo de. Đó. Có bạn nào bị nhầm giữa ba cấu trúc này không ạ? Thực ra ba cấu trúc này nó cũng không không đến mức mà giống nhau là mà bị nhầm đâu. Tuy nhiên là Sensei vẫn tổng hợp lại một lần nữa để nói cho các bạn rõ hơn trong trường hợp mà các bạn nào cảm thấy còn hơi lơ mơ. Ni taishite là sự khác biệt giữa hai việc và hai hiện tượng A và B, đúng không ạ? Hai việc khác nhau hoàn toàn A và B. Đó, sự khác biệt rõ ràng giữa hai cái hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Còn hanmen thì sao? Hanmen thì hai mặt đối lập nhau của một việc thôi, có nghĩa là có việc A thôi, nó không có việc B nữa. Nó chỉ trong một cái việc A này và nó có hai mặt đối lập với nhau nhá. Còn ippo de nhìn xem biểu thị hai mặt của vấn đề có thể trái ngược hoặc không. Chính vì vậy nên vừa nãy các bạn mới có là đối ngược lại đúng không? Hoặc là đồng thời đúng không ạ? Đồng thời, vậy thì hai mặt của một vấn đề nhưng mà nó có thể trái ngược nhau hoặc là không, hoặc là bổ sung cho nhau, hoặc là đồng thời, thế nó mới có cái nghĩa là đồng thời đúng không ạ? Vậy thì các bạn đã thấy được cái hanmen và cái ippo de nó đã khác nhau chưa? Hanmen thì là hai mặt đối lập nhau, còn ippo de thì trái ngược hoặc là không trái ngược đúng không? Ghi các nhìn thế này thì Sensei thấy nó đã rất là rõ ràng rồi đấy. Có Minh Nguyễn có hỏi Sensei là Sensei ơi, lớp N3 chuyên sâu bắt đầu ngay ạ, em muốn tham gia. Đúng rồi Minh ơi, lớp chuyên sâu hiện nay những bạn nào mà đang học nộp học phí là Sensei đã cho vào luôn lớp chuyên sâu học để luyện về nghe hiểu, đọc hiểu, luyện đọc nghe hiểu nói cùng với MC người Nhật. Đó, các bạn trong lớp của Sensei các bạn đang luyện đọc lẹo lưỡi luôn. Đây là các từ mà bạn ấy sử dụng nhé, còn sensei thì không sẽ dùng như thế. Những bạn nào muốn vào lớp chuyên sâu thì lát nữa các bạn có thể ở lại thì sensei sẽ giải thích về lớp free và sensei sẽ giải thích về lớp chuyên sâu cho các bạn luôn. Hay, ok nhé. Phân biệt đến đây thôi. Sensei sẽ tiếp sang cấu trúc toyu yori. À, toyu yori này là cấu trúc mà hay sử dụng lắm đấy các bạn ạ. Khi mà các bạn nói này, các bạn sẽ thấy nghe là nani nani ka toyu yori. Kore desu ne to ka. Hay. Tiếp nhá. Tuy đồ đi nói đúng hơn thay vì nói là thì đúng hơn đúng không ạ? Thực ra thì kể cả mình có không học thì khi mà mình nghe thấy cái cụm từ tôi yêu đồ đi này các bạn cũng hình dung ra được là à nói hơn đúng không? Bởi vì cái từ tôi yêu là nói là đúng không ạ? Còn yêu đi là hơn đúng không? Vậy thì các em ghép vào thì các em cũng biết được là à cái này có nghĩa là nói nhưng nói làm sao nói đúng hơn. Đó. Được chưa? Đã nói nhưng mà nói lại còn đúng hơn nữa. Business. Hay. A tuyu yori mà B nói như A thì đúng hơn là B hay này thay nói A thì đúng là B. Đúng không? Đây. A tuyu yori B đúng không? Nói là B thì đúng hơn là nói là A. Thì khi dịch thực ra thì nếu mà các bạn chỉ nhìn đây các bạn sẽ thấy ui loạn quá hết A rồi B đúng không, nhưng mà khi mà các em vào trong đoạn văn bạn dịch các em cứ lưu ý cho sensei là các em sẽ dịch từ dưới lên đúng không, vậy thì mình sẽ dịch là gì nhỉ, nói là B thì đúng hơn là A đúng không, à comment nói là A thì đúng hơn phải là B nè, nói như B thì đúng hơn là A đấy. So sánh phán đoán diễn đạt nói rằng như A như B thì đúng hơn A hay thay vì nói là A thì đúng hơn là B, thay vì nói là anh đấy là
bạn trai của em thì em cảm thấy anh đấy giống như là chồng em hơn, bởi vì anh ấy không còn tình cảm, anh ấy không còn so với cái thời xưa khi mà mới tán tỉnh nhau anh ấy rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì anh ấy kiểu không còn nhẹ nhàng nữa, thì mình bảo thay vì nói là bạn trai thì đúng hơn, giống như là chồng vậy nên, hoặc là thay vì nói là chồng thì cảm thấy giống như là bạn thân ấy đúng không? Ai tôi yêu yêu đi bi đó, nói là A thì đúng hơn là B đấy đúng không ạ? Này nói là A đúng không, nói là người yêu á, không đúng hơn thì em cảm thấy anh này như kiểu là bạn thân thì đúng hơn. Hay chú ý nhá, ví dụ này cho rõ hơn nhá. Hai chị này đang cãi nhau đúng không ạ? Boku no kare ga tomodachi đúng không? Yeah, boku tachi wa tomodachi toyu yori i gì nhỉ? Kyosho aite, kyosho là cạnh tranh, aite là cái đối thủ đấy. Nan da yo. Đúng không? Ở đây thì đúng ra là cái hình anh con trai thì anh sẽ phù hợp hơn ở trong cái đoạn này đúng không? Boku thì con trai họ hay sử dụng nhá. Nhưng mà thông thường thì đối với bạn bè thân thiết hoặc là con trai họ hay dùng với cái người lớn tuổi hơn ý, thì họ hay dùng từ boku. Thế nên nếu mà các em mà con trai mà các em làm trong công ty ấy, Nhật á, mà các em không biết các em hay sử dụng cái từ này đối với mấy cái người trên mình ấy, mấy các bác sếp trên mình hoặc là cái người lớn tuổi mình hơn mình ấy, thì nhiều khi họ thấy nó cũng hơi có một cái hơi stress ấy. Nên là để mà an toàn nhất thì sensei khuyên các bạn là nên dùng từ watashi. Hay. Câu này gì ạ? Tôi và anh ý là bạn á, đúng không? Bạn ơi, hai người này chơi với nhau có vẻ trông thấy thân thiết nhỉ? Mà boku no kare ga watashi tomodachi, đúng không? Gomen. Đây là boku to desu ne. Boku to kare ga tomodachi, đúng không? Cái chữ này nó viết xấu quá. To. Đấy. Nghe nó kỳ kỳ mà. Tôi với anh ý mà là bạn của nhau á, đúng không? Không không. Chúng tôi ý, đúng không? Chúng tôi ý, nói tomodachi toyu yori, đúng không? Tomodachi toyu nói là bạn thì đúng hơn phải là gì nhỉ? Phải là cái đối thủ cạnh tranh đúng không ạ? Y kyosho. Kyosho aite, đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh là đối thủ cạnh tranh tốt đấy ạ. Đúng rồi, hay hồng hồng có dịch là thay vì nói chúng tôi là bạn bè thì nói là đối thủ cạnh tranh thì đúng hơn đấy. Đúng không? Đây, cái vế sau thì cái là với là vế mà mình nghĩ là nó đúng hơn. Còn cái vế trước thì mình nghĩ là nó không đúng đâu, đúng không? Nó phải là cái vế sau thì phải là cái vế đúng hơn đấy. Hay, chú ý nhá. Gì nhỉ? Michiko là cái cậu bé Michiko này nhá. Aruku no ga hayai. Nó đi bộ rất là nhanh đúng không ạ? Aruku hayai. Thế thì mình cảm thấy làm sao nhỉ? Mình cảm thấy mình kanji đúng không ạ? Kanji gì? Mình kanji này. Cảm thấy nó làm sao đấy? Hashiru là chạy đúng không? Michiko thì đi bộ rất nhanh, tôi cảm thấy như là chạy thì đúng hơn là đi bộ đúng không ạ? Aruku toyori hashiru toyu kanji da. Cảm thấy giống như là nó đi chạy thì nó đúng hơn là đi bộ. Nên. Hay, いいですか? Minasan. Đúng không? Các em cứ hình dung cái toyu yori A, toyu yori B thì cái vế đằng sau này, vế đằng sau nó mới đúng hơn cái vế đằng trước. Mình cảm thấy cái anh đằng sau này với là cái anh chính xác hơn. Còn cái anh đằng trước mình thấy nó không đúng đâu. Hay, いいですか? Tsugi nhá.
リニャ、この絵、社長の頼まれて描いたんですか？頼まれるら、được nhờ đúng không ạ? Nhờ vả đúng không? Tanomu là nhờ ai đó, tanomare là được nhờ đúng không ạ? Kaitan desu ka? Kaitan là đã vẽ đúng không ạ? Vẽ tranh nhé, e o kaku desu ne. Tanomarete nhờ vả. Nhưng mà đúng không? Ở đây có từ mele là mệnh lệnh đúng không ạ? Vậy thì so với cái tanomarete này ấy, thì cái mere saretan nayo, mere saretan là gì nhỉ? Cảm thấy nói đúng hơn là cái vế đằng sau này mới là cái đúng đúng không? Mình vẫn chưa. Ok, có bạn thì là kinose shokuhin toyu yori kusuri da. Ok. Thuốc thì nói đúng hơn là thực phẩm chức năng cũng được nha. Hay, đúng rồi, câu này là bức tranh này là tổng giám đốc nhờ vẽ phải không? Đúng không? Anh bảo nhờ á, không phải, cảm thấy là ra lệnh thì đúng hơn, đúng không ạ? Nhờ là vậy, xin hãy giúp tôi, đúng không? Onegai shimasu, hoặc là giúp cho tôi nhé, nhưng không, cảm thấy là vẽ tranh này cho anh đi, đúng không ạ? Vậy thì mình cảm thấy không phải là một cái lời nhờ vả, mà đây là một cái sự ra lệnh phải làm, đúng không ạ? Shinakere banarannai. Còn nếu mà cái việc mà ai đó nhờ mình có thể từ chối là không được, bây giờ bận lắm không làm, đúng không? Nhưng mà ra lệnh là phải làm. Hay. Có bạn thì vẫn nói với sensei là em vẫn chưa hiểu cấu trúc này. Cấu trúc này thì dễ lắm, các bạn cứ có thể là danh từ đằng trước này hoặc là một cái hành động gì đó. Đúng hơn là em chỉ cần hiểu được nghĩa của nó là đúng hơn là, và cái vế ở đằng sau mới là cái vế mà mình cảm thấy đúng, đúng không ạ? Cái vế đằng sau nó mới đúng hơn cái vế đằng trước ấy. Đây này. Nhờ vả, thế cảm thấy mệnh lệnh thì đúng hơn, đúng không? Mệnh lệnh thì đúng hơn là nhờ vả. Đấy. Hoặc là ví dụ như CNC đang giảng bài cho các bạn cảm thấy là cô đang kể chuyện thì đúng hơn là đang giảng bài. Hoặc là em cảm thấy như là CNC đang nói chuyện với em, đúng không ạ? Thì em cảm thấy là cô đang nói chuyện với em đúng hơn, chứ cảm thấy nói chuyện thì đúng hơn là cái việc mà cô đang giảng bài. Đó. Đấy. Ides ka? Hay, suy nhá. So với A thì cách nói B là thích hợp hơn. Hay, cái B mình mới cảm thấy nó đúng hơn cái A. Các bạn cứ nhớ cho sensei. Cái B á, cái ở đằng sau á, thì nó mới đúng hơn cái thằng đằng trước. Cái thằng đằng trước mình cảm thấy nó không đúng, mà cái thằng đằng sau nó mới là cái đúng hơn. Nét. Anh ta là chồng thì đúng hơn là bạn trai. Đây là cái ví dụ đầu tiên mà sensei có nói với các bạn, đúng không ạ? Chồng là gì nhỉ? Chồng là Dana hoặc là Otto đúng không? Kare wa kareshi toyu yori Dana da. Đó. Thì cái vế đằng sau này này, đó, vừa nói là cái vế đằng sau thì mới đúng hơn đằng trước, đúng không? Đằng sau chính là ông chồng đây, đúng không? Đằng sau này ông chồng cảm thấy anh ta là chồng thì đúng hơn là bạn trai, bởi vì cái gì cũng lo cho bạn gái nhờ. Cho cũng đi làm có bao nhiêu tiền cho hết bạn gái, đúng không ạ? Xong về nhà nấu cơm, giặt quần áo, rửa bát nữa. Hay, đi được các chú ý nhé. Cấu trúc cuối cùng của các bạn ngày hôm nay là cấu trúc kawarini, thay vì, thay cho, để đổi lấy. Thực ra là kawarimasu, kawari là các bạn đã thể cảm thấy là thay vì đổi cho đúng không? Thể hiện sự thay thế cho một người hay vật nào đó, nhớ nhá. Thể hiện mặt tích cực và tiêu cực của một vấn đề, nghĩa là vừa mặt tích cực, mặt tiêu cực cũng được. Thay vì ví dụ ngày hôm nay thì sensei Tâm sẽ giảng bài cho các bạn, nhưng mà sensei Tâm ốm nên thay vì sensei Tâm giảng bài thì sensei Lai sẽ giảng cho các em. Đó, sensei bảo các em ơi, buổi ngày hôm nay, buổi thứ hai thì sensei có việc bận nên là kawarini, đó, sensei lai sensei sẽ chiu yo oshiemasu desu ne, chiu yo yarimasu, là lai sensei sẽ giảng bài. Đấy, right. Cấu trúc các em sẽ có này, veru,
tính từ đuôi na, tính từ đuôi y, danh từ no kawari ni, tam sensei no kawari ni, lai sensei wa nani nani o suru no. Ừ. Hoặc là thay vì em ăn cơm đúng không ạ? Gohan o taberu kawari ni em sẽ uống nước, hoặc là miriku o nomu, hoặc là thay vì ăn cơm em sẽ ăn cháo chẳng hạn. Đó. Desu ne. Hay ví dụ này, free free no shigoto wa, free là gì nhỉ, công việc tự do đấy đúng không ạ? Jiyou na shikan ga oi, đây là đối với ví dụ đối với tính từ đuôi đuôi y đúng không ạ? Vừa nãy mình có là ve ru này, tính từ đuôi y này, tính từ đuôi na này và danh từ nộ này. Thì cái ve ru và danh từ nộ là sensei có nói với các bạn rồi, và đây là ví dụ đối với tính từ đuôi y đúng không ạ? Kawari ni okane okane no koto ga itsumo shinbai da, đúng không? Thay vì làm việc tự do thì có nhiều tiền thời gian rảnh, ngược lại thì lo lắng chuyện tiền bạc. Hay là ở đây mình sẽ dùng cái từ thay vì, nó sẽ phù hợp hơn đúng không ạ? Thay vì có nhiều thời gian tự do khi là công việc tự do, đây là chủ ngữ đúng không? Công việc tự do thì thay vì có nhiều thời gian tự do thì sao nhỉ? Thì lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc đúng không ạ? Có thể tháng này em có kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ví dụ như là dịch chẳng hạn thì em sẽ không thể thì kiếm được tiền đúng không? Nhưng mà thời gian tự do có, nhưng lúc nào em cũng lo lắng, nhớ đâu như cái anh này bị ốm nằm trên giường thì sao đúng không? Hay suy nhá. À đây, Kacho no Yamada san wa, cái anh trưởng phòng Yamada ấy, đúng không ạ? Thì sao nhỉ? Jikoryoku có nghĩa là cái năng lực thực thi của anh ấy đúng không ạ? Năng lực thực thi của anh ấy có năng lực thực thi đấy. Và kawari ni, kawari ni sao nữa nhỉ? Ở đây thì sẽ phải là ga aru desu ne. Hay, ở đây thì sensei sẽ đổi lại cho các bạn nhé. Kai chō no Yamada-san wa jikoryoku ga aru kawari ni fukaku kangaeru koto wa shinai. Chủ tịch hay là cái anh giám đốc đúng không ạ? Yamada thì anh có năng lực để thực thi đấy, nhưng mà đổi lại cho cái năng lực đó của anh ấy thì anh ấy không suy nghĩ sâu sắc đúng không ạ? Anh ấy làm cái việc suy nghĩ sâu sắc là anh ấy không làm đâu. Anh ấy bảo anh ấy là làm luôn đi, thực thi cái việc này á. Anh thấy là ok, cái ý tưởng này, cái project này, cái idea này rất là hay, làm luôn. Nhưng mà anh ấy không phức các cử càng ngay được của tố á, xin ai. Anh ấy không suy nghĩ sâu sắc về cái vấn đề, xem là làm nó gặp những cái vấn đề khó khăn gì không, hay là có trục trặc gì không, là anh ấy sẽ không nghĩ. Hay, đi đến các ở đây thì các bạn sẽ dùng với từ các adu is ne, phê rự, yeah. Hay, suy sang ví dụ số 3. À, em mà có một cái người bạn mà nói tiếng Anh rất là tốt, tiếng Nhật rất là tốt đúng không ạ? Thì ở đây thì nhỉ? Đi sang wa eigo osiete moratte deru kawari ni, ở đây mình có veru đúng không ạ? Veru kawari ni đi sang no shigoto o tetsuratte iru. Tôi được Lee dạy tiếng Anh cho đúng không? Nhưng đổi lại thì tôi giúp đỡ tiếng Anh cho, tôi giúp đỡ công việc cho Lee đúng không ạ? Và khi mà các bạn có một người bạn học nói tiếng Nhật giỏi đúng không? Mình sẽ bảo chị ý là chị Yamada chẳng hạn. Yamada san ni nihongo osiete moratte deru kawari ni Yamada san no shigoto o tetsuratte iru ne. Thì mình giúp đỡ công việc cho chị Yamada chẳng hạn, để chị dạy tiếng Anh cho mình. Đổi lại thay vì đúng không? Kawari, kawari đổi lại thay cho, đổi lại cái đó đúng không? いいですか? Hay. Đúng rồi, có nhân vang. Hay, ok. Trong quá trình học sensei thấy các bạn có những cái ví dụ rất là hay. はい、そうですね。で、ぶつけ。次にゃ。
Đây là ví dụ cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Kon do no shogatsu wa itsu mo yoni furusato, furusato là quê hương, cố hương đúng không ạ? Ni kaeru, đây mình có veru này. Đây mình sẽ là veru đi với kawari ni đúng không? Thì ryoshin to kaigai ryoko wo shitai. Tí nhỉ? Đây là chủ ngữ đây đúng không ạ? Tết của lần này, Tết của năm nay cũng được. Thì sao nhỉ? Itsumo, bình thường các em cũng hay về quê mỗi dịp Tết đúng không ạ? Itsumo yoni nghĩa là lúc nào cũng giống như như thế đúng không? Lúc nào cũng như mọi khi về nhà thì thay vì lúc nào cũng trở về quê như mọi khi đúng không ạ? Thì em muốn làm gì nhỉ? Muốn đi du lịch, nhưng du lịch ở đâu? Du lịch nước ngoài với ai? Với Ryoshin là với bố mẹ mình đúng không ạ? Các bạn thử dịch lại cái câu này trọn vẹn cái nghĩa cho sensei xem. Trong quá trình sensei nói nhưng các bạn viết lại đi để cho dễ nhớ ạ. Hay, so desu ne, le phan phúc tâm an, ok. Thay vì về quê như mọi khi, đúng không? Thay vì về quê như mọi năm á, thì Tết năm nay, Tết này tôi muốn du lịch nước ngoài cùng với bố mẹ. Ne. Du lịch nước ngoài ạ. Hay, đây chứng của nước ngoài. Ok. Rồi. Minasan, vậy là các em đã học xong 5 cấu trúc ngữ pháp của bài ngày hôm nay đúng không? Mỗi buổi livestream của Sensei thường 1 tiếng nhưng thông thường bài giảng hơi dài và Sensei giảng nhanh sợ các bạn không hiểu nên là thường hơi quá giờ một chút. Sensei nhắc lại nhé, cấu trúc câu này ni tai shite đối lập với, trái ngược lại với vấn đề gì đúng không? Hanmen mặt khác, ippo de đồng thời bên cạnh đó. Ba cái cấu trúc này sự khác nhau và giống nhau như thế nào? Sensei đã giải thích rất kỹ trong bài học. Nếu mà các bạn nào xem muộn hoặc là các bạn chưa kịp xem phần đó, các bạn có thể quay lại xem nhé. Tôi yêu yêu đi đúng hơn là đúng không? Mình có A, tôi yêu yêu đi B. Vậy thì em phải nhớ là cái anh đằng sau ấy, trong tiếng Nhật ấy, thì cái anh đằng sau này này thường chính là cái ý chính của trong câu. Các bạn nhớ nhé, nó chính là trong bất cứ một câu văn nào đó thì cái anh ở đằng sau ấy bao giờ cũng là cái anh ý chính ở câu đấy các bạn ạ. À, các bạn lưu ý đấy, áp dụng với tất cả các cấu trúc luôn nhá. Nói đúng hơn là đúng không? Thì cái anh B này, anh ở đằng sau này, nó đúng hơn là cái ngang. Kawari ni, thay vì, thay cho, để đổi lấy. Ok chưa? Hai minasan, otsukaresama deshita. Các em đã vất vả ngày hôm nay rồi. Cấu trúc bài này hơi khó hơn so với mọi khi. Nhưng mà mình đã học sang đến bài 4 rồi mà, đúng không các em? Và bây giờ thì các bạn nào mà các bạn chưa nắm rõ được về cái lớp free thì các bạn ở lại, cũng như là các bạn tập chuyên sâu thì các bạn ở lại một chút. Sensei sẽ hướng dẫn lại cho các bạn vào buổi học ngày hôm nay, các bạn mới vào lớp nhá. Hay. Thì các em ơi, có nhiều bạn Sensei biết là chưa nắm được về lớp free lắm, nên Sensei sẽ hướng dẫn lại cho các bạn một chút này. Lớp free của chúng ta sẽ học vào tối thứ bảy và thứ hai và lúc 20 giờ tối Việt Nam, có nghĩa là 10 giờ Nhật Bản. Tại trên fanpage mà Sensei đang livestream cho các bạn, mình sẽ học theo lộ trình. Buổi học tiếp theo của các em sẽ là tối thứ hai ngày 2 tháng 8 và cứ đến giờ các em vào trong fanpage cho Sensei. Các em không cần phải chờ Sensei gọi các em đâu ạ. Nhá, các em chủ động vào học giúp Sensei. Những bạn nào mà muốn tìm hiểu về lớp chuyên sâu, mình sẽ học chuyên sâu về kỹ năng nghe, kỹ năng đọc, kỹ năng luyện đề, từ vựng nâng cao, ngữ pháp nâng cao, thì các bạn có thể inbox cho Sensei trực tiếp thì Sensei sẽ hướng dẫn các bạn thông tin về lớp. Ở trong lớp N3 chuyên sâu thì Sensei có cam kết với các bạn là sẽ đỗ N3. Lịch học của các bạn là thứ hai này mình sẽ học ngữ pháp này,
Còn lại các thứ khác từ thứ ba cho đến thứ sáu các bạn sẽ học về từ vựng và kanji tại group. Bây giờ Sensei sẽ cho các bạn xem luôn cái group của chúng ta nhé. Đây ạ. Đây, đây là group của chúng ta nhé. Các bạn vào đây. Đây, ở đây Sensei đã có một cái tâm thư cho các bạn. Đó, nếu mà các bạn đọc, các bạn vào, các bạn đọc là các bạn sẽ thấy ngay. Sau đó các bạn vào trong phần hướng dẫn, nhìn thấy phần hướng dẫn chưa ạ? Ở đây thì hướng dẫn này, các bạn sẽ nhìn thấy học tập từ A đến Z, nhưng là dành cho lớp N5 này, lớp N5 này kéo xuống, N5 này. Đây là của lớp N5. Vì sao mà các bạn thấy tài liệu chưa có? Bởi vì các Sensei cập nhật theo cái lớp học livestream này của chúng ta. Chúng ta học hết một lộ trình là tài liệu ở trên đây sẽ có đầy đủ hết luôn. Đây là của lớp N3 Free đây các em ơi. Đó, buổi khai giảng Sensei đã hướng dẫn về lộ trình của lớp học. Các bạn có thể xem lại. Giáo trình tài liệu quan trọng trong lớp học, các bạn mở ra. Đây, các bạn sẽ thấy là Sensei sẽ để cho các bạn. Đây là buổi khai giảng này, tài liệu này. Đấy, các bạn thấy không? Tài liệu Sensei đăng lên đây cho các bạn hết rồi này. Tài liệu ngữ pháp này, tổng hợp ngữ pháp trong đề thi này. Giáo trình Kanji Master này, từ vựng Mimi này, tóm tắt này, đó là các bạn có này, nhóm Zalo của lớp cũng có luôn này, đấy, Facebook livestream cũng có này, group làm bài tập trao đổi cũng có này, rồi các bạn nhìn tiếp nhá, đến livestream phần ngữ pháp là Sensei cũng sẽ đối với một bài Sensei sẽ cho vào đây cho các bạn, nhìn thấy không ạ? Có bài ngữ pháp bài 3 này, video ngữ pháp bài 2 này, bài tập tổng hợp là Sensei cho lên đây này, được chưa? Bài tập ngữ pháp các bạn cũng sẽ tìm thấy ở đây này. Về phần từ vựng đây, phần từ vựng mà ngày nào các bạn cũng phải học cũng ở đây hết rồi, các bạn thấy chưa? Từ vựng này, đây là phần từ vựng nhá, đây là phần kanji này, đấy thấy chưa? Các bạn đã học được đến bài 6 phần từ vựng rồi đây, đúng không ạ? Và còn có cả video về từ vựng trong phần đề thi, các đề thi có phần từ vựng Sensei đã tổng hợp hết và quay lại thành video rồi, các em vào đây các em sẽ chắc lọc được tất cả những cái từ vựng trong đề thi CLPT. Học rút gọn nhất nha. Cảm ơn các bạn đã thả tin cho Sensei nha. Ok chưa? Rồi, là Sensei đã hướng dẫn về lớp. Còn những bạn nào mà các bạn muốn vào lớp chuyên sâu thì các bạn có thể inbox cho Sensei. Sensei sẽ cho các bạn xem về lớp chuyên sâu, lịch trình các bạn học như thế nào, chương trình học của các bạn. Thì các bạn có thể in nhắn cho Sensei nhé. Thì Sensei sẽ hướng dẫn các bạn. Còn buổi livestream ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi.